Hàng mới ngày hôm nay này cập bến phục vụ các bác ở đây các bác ơi. Đấy, cuối năm thì phải nói là đúng là mùa của kho nhiệt các bác ạ. Hàng mới này về kho phục vụ các bác ở đây các bác ơi. Trời ơi, tầm này cuối năm này, kho nhìn quá là trời luôn. Thân máy mài góc, drama giá siêu rẻ luôn này. Khoan vít hai chức năng, mã này thì đợt vừa rồi phải nói là siêu siêu hot luôn các bác. Nó thùng đựng đồ nghề. Rồi, thùng đựng đồ nghề này đợt này là mối gửi nhầm này. Là em xin phép là bán cũng bán giá rẻ luôn cho bác nhà mình luôn nhá. Thùng máy thùng kim loại các bác ơi. Rồi, lên luôn cho em là cái kho nhiệt. Kho nhiệt điện nhá. Kho nhiệt điện của Talon. Con này các bác nhìn giúp em. Con này nó sẽ có là công suất là 2000 W. Rồi, có 1 0 này. 1 2 này, có hai cấp chỉnh các bác có thể tùy điều chỉnh cho em. Cắm điện lưới 220. Ngoài ra này còn đi thêm hai cái đầu kho luôn các bác nhá. Bình thường này, tầm này cuối năm các bác nhà em ví dụ như là kho những cái giỏ quà này hay là các bác kho ống nhiệt rất là tiện luôn cho em nhá. Kho nhiệt ta lần 2000 W chả có 280.000 thôi. Bao phí ship cho em nhá. Rồi là một cái mã máy mài. Mã máy mài góc cho em. Mài góc pin của drama các bác ơi. Anh em ở nhà cứ có những khối pin chân phổ thông là các bác xài luôn cho em này. Đây các bác cứ có những khối pin chân phổ thông này này là đều xài luôn cho em nhá. Thân máy mài drama. Con tắc bóp này. Tay to tay nhỏ xài ok hết luôn nha. Rồi. Đây nha, em sẽ điều chỉnh cấp 1 cho em. Rồi. Cấp 2 và cấp thứ 3. Ba cấp chỉnh tốc độ và công tắc là công tắc bóp còi này, tay to tay nhỏ đều có thể xài vô tư luôn nha. Chân phổ thông, motor brushless không chổi than mà ngày hôm nay bán rất là rẻ luôn. Thân máy con này thì thân máy nào cũng thế, các bác mua hàng thì sẽ được đi kèm này. Thứ nhất cho em này, dụng cụ chắn lưỡi này, tay mở lưỡi và tay cầm phụ đầy đủ luôn cho em này nhá. Rồi, đầy đủ dụng cụ luôn. Giá ngày hôm nay 350.000. 350 bao phí ship luôn. Các bác sở hữu luôn một con chân máy mài góc pin nha. Chân phổ thông quá tiện dụng. Rồi là một cái mã khoan vít. Khoan vít hai chức năng. Đây. Con này là con Cam Pro nhá. Mã này phải nói là thị trường anh em bán quá trời nhiều luôn rồi. Ngày hôm nay bên em về thêm hàng cho các bác. Hai quả pin 16.8V nhá. Rồi, muốn khoan thì để đầu khoan, còn muốn vít các bác rút đầu vít ra cho em thế này. Khoan vít 2 trong 1 của Cam Pro nhá. Khỏe chưa các bác. Bắn vít bắn tôn làm nhôm kính hay các bác nhà em lắp đầu khoan. Ôi khoan mồi cũng được, đi khoan mồi khá là ok luôn. Con này 21 cấp trượt và hai chức năng cho em nhá. Rồi. Muốn khoan thì các bác lắp đầu khoan vô cho em. Còn muốn để đầu bắn vít thì lắp đầu bắn vít cho em. Nhỏ gọn nhưng mà siêu tiện dụng luôn. Motor này. Motor là motor brushless không chổi than, thiết kế khá đẹp. Phía tay cầm thì có chống chân trượt cho anh em mình luôn nhá. Cam Pro lực của nó ghi 85 niu này. Tốc chậm 550, tốc nhanh là 1850 cho em này. Nguyên một bộ của nó luôn, một thân máy này. Hai khối pin cho em này, hai khối pin 16.8V, sạc bàn hộp đựng. Ngày hôm nay sale rẻ cho quý khách hàng em luôn nhá. Con này à, nguyên bộ cho em 620. 620 các bác sở hữu ngay nguyên bộ này, em bao phí ship luôn nhá. Rồi tiếp này. Tiếp về cho em cái thùng đồ nghề. Thùng này là ở bên kho gửi nhầm nhá, bên kho gửi nhầm luôn. Chứ bình thường là mã khác, hiện tại gửi nhầm mã này thôi, bán luôn bác, bán rẻ luôn. Đây. Lên cho em luôn này. Mỗi thùng này là kho gửi nhầm hàng mã này. Mã này bình thường là em chưa bán đâu, kho gửi nhầm tôi bán luôn. Bán là bán rẻ luôn cho bác nhá. Nhìn giúp em bên trong này. Bên trong nó là kim loại nhá. Phía hai bên đều là kim loại luôn cho em. Đây chỉ có hai bên hông này nó sẽ là bằng chất liệu bằng nhựa cứng cho em nhá. Các bác mang đi đựng đồ phải nói là quá trời nhiều đồ luôn. Được ngăn cách cho em bằng cái khay này. Có khay ngăn cách luôn cho em nhá. Con này là thùng mà. Đây. Nó dài khoảng 45 phân. Rộng khoảng là 21 22 phân và cao này. Cao khoảng cho em cũng là 20 phân cho em. Dài 45, rộng 20, cao 20 đi. Đây, thùng này gọi là cái thùng thùng kim loại đi cho em. Thùng kim loại, con này gọi kích thước của nó là 19 inch nhá. Phía bên trên này sẽ có là hai cái nắp các bác để đinh vít các kiểu luôn cho em. Cực kỳ tiện dụng, thùng này thì nó rất là chắc chắn luôn. Cầm nó nặng tay và rất là chắc luôn. Bình thường phải bán hơn 300 ngàn. Nhưng mà ngày em
có gọi là hai thùng hàng, gọi là khoảng tầm 20 con thôi. 20 con bán luôn cho các bác nhà em 280 ngàn, 280 ngàn một thùng nhá, em bao phí ship luôn. Ơi, phía đây còn có là cái móc để các bác nhà em có thể là khóa vào, móc cực kỳ chắc chắn luôn các nhá, 280. Về nhà đựng đồ nghề mang đi làm công trình chiến thì bao ngon luôn các bác. Rồi, rồi, là ngon luôn. Bác muốn là rẻ hơn một chút đi, lên cho em này. Lên cho em cái thùng nhựa đi. Muốn rẻ hơn một chút, lên cho em cái thùng nhựa. Các bác xem em, thùng nhựa thì em có hai kích cỡ luôn nha. Nhiều khi mà các bác mà muốn đi câu này, muốn đi câu để đồ câu cũng rất là tiện dụng luôn cho em. Đây, nắp của nó đây. Phía bên trong cũng có hai, cũng có khay này, ngăn cách giữa ngăn trên và ngăn dưới cho em. Ví dụ muốn ngăn các bác để máy móc, phía bên trên các bác để phụ kiện đồ nghề như cờ lê, mỏ lết hay là những viết đầu tôn rất là ok nhá. Con này thì là thùng nhựa 19 inch, dài của nó cũng sẽ dài là 40 phân nhá, à 45 phân. Dài 45 phân, rộng 20, cao 20 cho 19 inch, 210 ngàn cho em thôi nhá. 210. Con muốn mà cái thùng nó nhỏ hơn một chút xíu đây. Nhìn cho em nhá, thùng nhỏ hơn thì là thùng nhựa 17 inch. 17 inch thì nó sẽ dài tương ứng là 40 phân thôi nhá. 40 phân cho em, rộng 18, cao 18 nhá. Con này phía bên trong cũng sẽ được ngăn này. Cũng sẽ được ngăn ra các bác ơi. Đây này. Cũng sẽ có khay ngăn ra này. Rồi. Để các bác ngăn đồ dùng cho em và có cả cái tay cầm để các bác cầm sách mang đi làm. Nhiều khi là ở nhà mà có rất là nhiều đồ, ví dụ nhà các bác không phải là thợ sửa chữa mà chỉ là dân bình thường thôi. Các bác có cờ lê mỏ lết, rồi các bác có tua vít hay bút thử điện, các kiểu những phụ kiện lặt vặt các bác để sửa chữa trong nhà thì có thể mua cho em một cái thùng này về cất vô bỏ vô cho gọn gàng nhá. Thùng 17 inch nhựa cho em 180 ngàn, thùng 19 inch nhựa 210 ngàn, giá thì em sẽ bao phí ship rồi. Nhận hàng các bác đều được kiểm tra hàng cho em thanh toán này. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì em cũng về rất là nhiều cái khẩu vận ốc, khẩu 10 mòn cho em nhá. Đây, khẩu này là khẩu từ 8 cho đến là 24, toàn bộ khẩu thông dụng nhá, khẩu đồng 1/2 luôn. Cái này khẩu đen dài 8 phân luôn các bác ơi. Về nhà các bác đã có những cái bộ máy xiết bu lông đồng 1/2 thì tham khảo nguyên bộ này. Mua lẻ lẻ có phải cũng tầm 20-30 ngàn một cái đúng không? Đây, từ 8 đến 24 em bán cho bác 180 ngàn, bao phí ship. Có hộp đựng này, khá tiện này. Ôi, cái này em có một... Rồi, đầu chuyển vít này. Đầu chuyển vít cho em nhá. Đầu chuyển vít gắn với máy bô lông trang vít cho em 15 ngàn thôi các anh nhá. Và tiếp cho em này, cái em co ống nhiệt. Cái này rất là cần rồi. Anh em thợ điện thì quá trời luôn. Và cái này đã cắt sẵn nha. Cắt sẵn để trong hộp cái này luôn. Vừa sạch sẽ và vừa gọn gàng luôn. Có đầy đủ kích cỡ từ nhỏ tới to cho em nhá. Nói chung là các bác dùng dây điện nhỏ hay dây điện to thì các bác đều có thể xài luôn. Thay vì dùng cái băng dính mà cuốn thì đây, lấy cho em cái gen co nhiệt cách điện thế này nhá. Hộp em đang cầm sẽ là 328 chi tiết đây, cắt của nó này. Có những cái cắt ngắn này, cái nhỏ cắt ngắn, cái to thì các sẽ cắt dài hơn đấy. 328 chi tiết, giá 70 ngàn cho em này. Ngoài ra này, có cả hộp 580 chi tiết. Cái này thì cắt rất là vuông vắn đấy. Ui da. Rồi, 580 chi tiết cho em như này. Đầy đủ màu sắc các nhá, đầy đủ màu sắc này. 580 chi tiết thì tới tay các bác nhà em, cũng từ nhỏ tới to này, tới tay các bác nhà em chỉ với giá là 80 ngàn. Còn này 80 ngàn cho em nhá. Ngày hôm nay thì về một số cái phụ kiện giá rất là rẻ. Các bác cần máy móc này, phụ kiện nào, ví dụ là khoan mạch các kiểu này, thì có thể alo trực tiếp cho nhà em qua tất cả các đầu số em để trên màn hình rồi. Đó là 0929 này, 826628 hoặc 0982826628. Thì cửa hàng bên em ở Lý Nhân Hà Nam, các bác ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng. Đặc biệt thì anh em quan tâm kênh cũng có thể đăng ký kênh hoặc bấm chuông để cập nhật video mới nhất ạ. Xin chào tất cả các bác nha.